Thưa quý khán giả, ngày 12 tháng 10 vừa qua, chính quyền Tổng thống Biden công bố chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2022 với nhiều nội dung đáng chú ý. Từ khi chiến lược được công bố, căng thẳng Ukraine tiếp tục leo thang, Nga chính thức sáp nhập 4 vùng của Ukraine. Đồng thời, bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã có kết quả. Đảng Cộng hòa nắm đa số tại Hạ viện Mỹ. Cuộc gặp 3 giờ giữa Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bali, chúng sẽ có tác động thế nào đến chiến lược an ninh quốc gia Mỹ và tình hình thế giới cũng như các khu vực? Chúng tôi mời tới trường quay Đại sứ Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, một chuyên gia chính trị quốc tế. Xin cảm ơn ông nhận lời mời tham gia chương trình của báo điện tử VOV. Xin kính chào các khán giả và các độc giả của báo điện tử VOV. Trước tiên xin mời ông và khán giả xem đoạn clip tổng hợp của phóng viên thường trú VOV tại Washington về các nét chính trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2022. Nhà Trắng ngày 12 tháng 10 công bố chiến lược an ninh quốc gia với những ưu tiên của chính quyền Tổng thống Biden cho một thập kỷ mới, được coi là quyết định đối với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, cạnh tranh giữa các cường quốc. Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Biden nêu rõ các bước Mỹ sẽ thực hiện nhằm thúc đẩy các lợi ích sống còn của mình và theo đuổi một thế giới tự do, rộng mở, thịnh vượng và an toàn. Chiến lược dựa trên lợi ích quốc gia Mỹ đó là bảo vệ sự an toàn của người dân Mỹ, mở rộng cơ hội kinh tế, thực hiện và bảo vệ các giá trị Mỹ. Để thực hiện điều này, các mục tiêu mà chiến lược nhắm tới bao gồm tăng cường đầu tư trong nước để Mỹ không phụ thuộc vào các nguồn cung nước ngoài, xây dựng các liên minh mạnh nhất có thể để tăng cường tầm ảnh hưởng chung nhằm định hình môi trường chiến lược toàn cầu và giải quyết các thách thức chung, hiện đại hóa và tăng cường quân đội Mỹ để chuẩn bị cho thời đại cạnh tranh chiến lược. Chiến lược kêu gọi đầu tư cho các công nghệ mới nổi và hiện đại hóa quân đội Mỹ cũng như là kêu gọi tập trung về thương mại và công nghệ chung giữa các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và châu Âu. Chiến lược này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của xây dựng các liên minh nhằm ứng phó với tầm ảnh hưởng của các đối thủ như là Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Biden nêu rõ hai thách thức lớn mà chiến lược an ninh quốc gia cần giải quyết, bao gồm cạnh tranh giữa các cường quốc và ứng phó với các thách thức xuyên quốc gia như biến đổi khí hậu, bất an ninh lương thực và các bệnh truyền nhiễm. Chiến lược nêu rõ rằng Mỹ sẽ kiềm chế một nước Nga mà Mỹ coi là nguy hiểm, đồng thời Mỹ sẽ cạnh tranh hiệu quả với Trung Quốc, đối thủ duy nhất có ý định và khả năng tái định hình trật tự quốc tế. Chiến lược nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng hợp tác với mọi quốc gia, bao gồm cả các đối thủ của mình, sẵn sàng giải quyết các thách thức chung một cách xây dựng. Chiến lược cũng nhấn mạnh sự quan tâm của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với ảnh hưởng của Trung Quốc, nêu bật tầm quan trọng của can dự ở châu Phi để ứng phó với các vấn đề toàn cầu và kêu gọi tăng cường hội nhập ở Trung Đông, thúc đẩy các nỗ lực hòa bình. Chính quyền Tổng thống Biden từng hoãn công bố chiến lược này hồi đầu năm bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, do giới chức Mỹ chưa rõ các diễn biến của cuộc khủng hoảng này sẽ thay đổi các ưu tiên và dự định của Mỹ như thế nào. Nhà Trắng năm ngoái từng công bố chỉ dẫn chiến lược an ninh quốc gia tạm thời và văn bản này đã thay đổi chiến lược nước Mỹ trước tiên của chính quyền tiền nhiệm sang tập trung cho hợp tác toàn cầu để đối phó với Trung Quốc và đại dịch COVID-19. Phạm Huân, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ. Vậy theo đại sứ Nguyễn Ngọc Trường thì chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2022 có điểm gì khác biệt so với bản chiến lược an ninh của năm 2017 và 2021 ạ? Ba cái bản chiến lược này nó có những cái khác biệt nhau, nhưng đồng thời nó có cái liền mạch, mà cái liền mạch đó chính là vấn đề là nội bộ Mỹ, đồng thời cái sự cạnh tranh quyết liệt giữa Mỹ với đối thủ đang lên đó là Trung Quốc. Chiến lược an ninh quốc gia 2017 là cái cột mốc bản lề lịch sử của cái việc Mỹ nhận thức lại, nhận thức mới cái vai trò của Trung Quốc đối với nước Mỹ. Nó là sự phản tỉnh chiến lược. Lần đầu tiên Mỹ xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược và là kẻ người xét lại cái trật tự thế giới và muốn hình thành một cái thế giới bất lợi cho Mỹ và muốn tìm cách thay đổi trật tự thế giới ở châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cái chiến lược quốc phòng ngay sau đó thì đã xác định là Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Họ cũng xem Nga cũng là đối thủ cạnh tranh chiến lược, nhưng cái mức độ đậm thì vẫn không bằng cái sự gay gắt dành cho
Trung Quốc. Chiến lược, còn cái bản chiến lược 2021 ấy, thì là đưa vào tháng 3, tức là khi chính quyền Biden thì mới lên, thì nó là bản hướng dẫn tạm thời liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia. Nó là cái cơ sở về an ninh quốc gia cho các cái cơ quan mới của chính quyền Mỹ hiểu được cái tính xuyên suốt của an ninh quốc gia, chiến lược an ninh quốc gia. Đồng thời cho quốc hội cũng như dân Trung Mỹ và cái bên ngoài biết được cái đường hướng cơ bản mà chính quyền Biden sẽ đi theo trong cái vấn đề bảo đảm cái an ninh quốc gia. Nó cũng không có sự khác biệt lớn về quan điểm. Nó vẫn xem Trung Quốc là và Nga vẫn là đối thủ cạnh tranh chiến lược, trong đó Trung Quốc có khả năng là hình thành trật tự thế giới có lợi cho Trung Quốc. Đồng thời là nó nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng lại cái sức mạnh của nền dân chủ và vai trò lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới. Còn đến chiến lược an ninh quốc gia 2012 thì Mỹ càng nhấn mạnh là Trung Quốc là có khả năng hình thành một cái trật tự thế giới có lợi cho Trung Quốc, bất lợi cho Mỹ. Còn Nga là một cái nước xáo trộn cái trật tự hòa bình và ổn định. Và bản chiến lược này cũng khẳng định là thế giới tự do vẫn cần phải có Mỹ, và Mỹ sẵn sàng và có năng lực để đảm bảo vai trò lãnh đạo của thế giới tự do. Đồng thời, nó cũng xác định là Mỹ cần phải tăng cường sức mạnh của Mỹ, đầu tư trong nước để giải quyết những vấn đề kinh tế xã hội, đồng thời là hiện đại hóa quốc phòng và tăng thêm sức mạnh thường trực của quân đội Mỹ. Thì xin ông cho biết là về cái tư tưởng của Mỹ trong việc xây dựng sức mạnh quân sự nói riêng và sức mạnh nội địa nói chung trong để đạt được các mục tiêu đối ngoại. Ở đây là có một sự khác biệt rất rõ là ông chính quyền của ông Trump là theo chủ nghĩa đơn phương với khẩu hiệu là làm cho nước Mỹ mạnh trở lại. Còn chính quyền Biden thì theo chủ nghĩa đa phương, nhưng rốt cuộc thì cả hai bên đều nhấn là phải xây dựng nước sức mạnh nội tại của Mỹ, và cái đấy là cái cơ bản để Mỹ triển khai chính sách nước ngoài. Rồi cái khác của Biden đó là ông ấy không những cạnh tranh tự bản thân mình Mỹ cạnh tranh, mà ông ấy còn lôi kéo các cái nước khác tham gia cuộc cạnh tranh, mà không phải chỉ cạnh tranh về an ninh, quốc phòng, quân sự, mà cạnh tranh cả về khoa học công nghệ. Và cái điểm rõ nhất ấy, là họ thành lập một cái gọi là liên minh bán dẫn để mà sản xuất cái chip 4. Và điều này là nhằm cái gì? Nhằm gây khó dễ cho cái quá trình sản xuất ở Trung Quốc, mà nói một cách nôm na là tiếp tục kiềm chế Trung Quốc về mặt khoa học và công nghệ. Còn bản công bố chiến lược của Tổng thống Biden thì nêu cái sự gắn kết giữa đối nội và đối ngoại. Ông ấy nói rằng là Mỹ sẽ tiếp tục mạnh ở nước ngoài vì chúng ta mạnh trong nước, nền kinh tế của chúng ta năng động và người dân có khả năng thích nghi nhanh và sáng tạo, và quân đội của Mỹ thì không ai sánh bằng. Chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ được công bố trong lúc tình hình Ukraine trở nên hết sức nóng bỏng và châu Âu phải hứng chịu nhiều hậu quả từ cuộc khủng hoảng này. Vậy xin được hỏi đại sứ Nguyễn Ngọc Trường, xung đột Ukraine vừa qua có tác động thế nào đến việc hoạch định cái bản chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ ạ? Cái chiến lược an ninh quốc gia lần 2022 ấy, thì nêu lên các cái định hướng lớn cho một cái nhiệm kỳ 4 năm. Nhưng mà khi phải đối phó với các cái động thái của trong quốc tế như là xung đột Ukraine hay là quan hệ với Trung Quốc, vấn đề Đài Loan, vấn đề Biển Đông, thì nó tùy thời, tùy lúc nó có những cái điều chỉnh mà dựa trên những nguyên tắc nó được xác định. Cuộc xung đột vũ trang Ukraine nó tác động sâu sắc đến cái quan hệ giữa Mỹ với Nga, với mục tiêu là làm suy yếu nước Nga. Đồng thời là tác động đến cái việc là tăng cường cái vai trò và ảnh hưởng của Mỹ tại cái khối NATO và trong cái tổ chức cái Liên minh châu Âu, EU.
và nó đã hình thành được với cái nỗ lực trong vòng chưa đầy 1 năm thì Mỹ sử dụng cái cuộc xung đột này hình thành được cái những cái liên kết mà có lợi cho Mỹ ở tại NATO và châu Âu. Tất nhiên là việc Mỹ can dự vào một cái cuộc xung đột ở châu Âu mà tương đối là sâu, can thiệp sâu thì cũng không tránh khỏi là sẽ tác động đến cái sự quan tâm cũng như các cái nguồn lực bị dành cho những khu vực khác như là Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giới chính khách và chuyên gia của các nước, cả đồng minh cũng như đối thủ của Mỹ thì đánh giá và nhìn nhận cái bản chiến lược an ninh quốc gia Mỹ năm 2022 như thế nào? Mỹ là một cường quốc hàng đầu thế giới, cho nên chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ là nó đều các nước nó soi, đặc biệt là các cái đối thủ của Mỹ, rồi các cái đối tác của Mỹ cũng soi xem là Mỹ làm cái gì. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ sẽ theo dõi xem là Mỹ triển khai cái chiến lược an ninh quốc gia đó như thế nào. Và các nước ASEAN thì cho rằng là cái chiến lược này thì nặng về quân sự an ninh, chưa có những biện pháp cụ thể về kinh tế thương mại, cho nên Mỹ đã phải đưa ra một cái sáng kiến về khuôn khổ cái hợp tác kinh tế của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Còn đội ngũ nội bộ của Mỹ thì tất nhiên là họ nhất trí trong cái đường hướng là kiềm chế Trung Quốc và làm chảy máu Nga. Nhưng mà lại Đảng Cộng Hòa thì không tán thành cái cách viện trợ ồ ạt cho Ukraine mà không có kiểm soát gì cả. Còn phản ứng công khai mà rõ nhất là từ phía Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc phê phán cái chiến lược này khi nó xác định Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu của Mỹ và thách thức cái trật tự của Mỹ. Và đấy là các nhà bình luận Trung Quốc coi đây là cách đề cập một cái khái niệm tương đối cũ và mang tâm lý chiến tranh lạnh. Đồng thời họ cũng kêu gọi Trung Quốc là kêu gọi Mỹ là hợp tác với Trung Quốc để giải quyết những vấn đề toàn cầu. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ được công bố vào khoảng 1 tháng trước khi diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Vậy theo ông, ý đồ của Nhà Trắng là gì khi bản chiến lược an ninh quốc gia Mỹ được công bố vào thời điểm đó? Và kết quả bầu cử sẽ ảnh hưởng ra sao với việc thực thi của bản chiến lược ạ? Vâng, tôi cũng nhất trí rằng là nó không phải ngẫu nhiên. Bởi vì lúc đấy là dư luận Mỹ đang sôi sục vấn đề lạm phát và cái quá trình có thể diễn ra suy thoái kinh tế của Mỹ. Đồng thời cái nhập cư là ào ạt, bất hợp pháp là ào ạt ở cái biên giới phía nam của Mỹ. Cho nên là cái bản này đưa ra là nó làm đánh lạc hướng dư luận của Mỹ. Và để mà tập hợp lực lượng xung quanh vấn đề kiềm chế Trung Quốc, đồng thời khẳng định rằng là chúng tôi nước Mỹ, chính quyền Mỹ sẽ gắn kết cái chiến lược an ninh quốc gia giữa vấn đề đối nội và vấn đề đối ngoại. Kết quả của bầu cử giữa nhiệm kỳ thì là Đảng Cộng Hòa đã chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Dân Chủ thì vẫn nắm quyền kiểm soát của Thượng viện. Và cái điều này nó tác động đến cái việc triển khai chính sách đối nội đối ngoại của chính quyền Mỹ. Trong đó có vấn đề là chuẩn chi ngân sách. Và Đảng Cộng Hòa sẽ kiềm chế cái mức trần của nợ công và kiểm soát cái ngân sách của chính phủ liên bang. Chứ không phải là để cho chính quyền của ông Biden muốn đưa ra bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu tiền của người đóng thuế, rồi là vay tiền ở nước ngoài để chi. Thế thì Đảng Cộng Hòa tuyên bố là chúng tôi sẽ kiểm soát cái trần nợ công, kiểm soát cái chính sách ngân liên bang. Ngoài ra thì sẽ tham gia tích cực vào những cuộc thảo luận liên quan đến các cái chính sách đối với Nga, đối với Trung Quốc, đối với châu Âu. À, cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung bên lề hội nghị G20 vừa qua thì liệu có khiến Mỹ phải thay đổi cái bản chiến lược an ninh quốc gia hay không? Nó không thay đổi nhưng mà cũng có tác động ít nhiều
đối với cái cách thức triển khai cái chiến lược an ninh quốc gia. Cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua thì là dẫn đến kết quả là cái làn sóng đỏ Cộng hòa là không diễn ra. Đảng Cộng hòa vẫn không chiếm được đa số tại Thượng viện. Thế nhưng mà một cái điều kết quả của cuộc bầu cử Hạ viện, bởi vì Hạ viện nó sát với dân chúng. Mỗi mỗi quận là có một cái khu vực bầu cử, và cái ông đại diện cho cái khu bầu cử đó phải lắng nghe cái cử tri nói, và họ lắng nghe cái tiếng nói, tức là quần chúng cử tri Mỹ bất mãn với cái tình hình là lạm phát, suy thoái kinh tế, rồi nhập cư bất hợp pháp. Cho nên là để ứng phó với cái này thì trước cuộc bầu cử thì chính quyền Mỹ cũng đã rục rịch muốn đàm phán với Trung Quốc về vấn đề là hạ giá cái mức trần về thuế đối với hàng nhập khẩu. Nhưng mà cái điều đó diễn ra, nếu mà diễn ra trước bầu cử thì nó bất lợi. Cho nên sau bầu cử, chính quyền Biden có thêm 2 năm, để đồng thời có cái Thượng nghị viện là do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Mà Thượng nghị viện là kiểm soát các vấn đề đối ngoại của Mỹ. Cho nên là họ cũng rất là tiện để mà triển khai những cái điều chỉnh chính sách với Trung Quốc. Nhưng mà phải nói rằng là Mỹ vẫn chưa từ bỏ những cái sự kiềm chế đối với Trung Quốc, vì vấn đề này là vấn đề liên quan đến cái vai trò và cái khả năng lãnh đạo cũng như trật tự thế giới mà do Mỹ lãnh đạo từ sau chiến tranh thế giới thứ hai này. Cho nên là cái khi mà đề xuất là gặp gỡ và thỏa thuận một số vấn đề, trong đó có vấn đề hạ cái mức thuế quan xuống đối với hàng hóa và nhập khẩu nhiều hơn hàng hóa của Trung Quốc để giảm cái lạm phát ở Mỹ, thì nó sẽ có liên kết. Trung Quốc là một cái cường quốc mà họ có 5.000 năm lịch sử, và họ rất có kinh nghiệm đối phó với các cái thách thức từ bên ngoài. Cho nên họ sẽ sử dụng cái mối quan tâm của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế, đặc biệt là trong đó có vấn đề kinh tế, lạm phát, thì phải đi với Trung Quốc, hợp tác với Trung Quốc để mà tăng cường, để mà giảm cái lạm phát, tăng cường nhập khẩu. Thế thì như vậy, do đó những cái cuộc đàm phán sắp tới sẽ là diễn ra với gắn kết với một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, vấn đề Đài Loan, vấn đề quan điểm của Nga, quan điểm của Trung Quốc đối với Nga, rồi lập trường của Trung Quốc trong vấn đề cuộc xung đột Ukraine. Cho nên là cái này sẽ kéo dài và rất là phức tạp. Đây là một cuộc mặc cả lớn. Và Ngoại trưởng Mỹ Blinken sẽ sắp tới sẽ đi thăm Trung Quốc để mở đầu cho một cái chuỗi đàm phán giữa hai nước về vấn đề liên quan. Và trong cái bối cảnh chính trường Mỹ vẫn còn có cái tư tưởng chống Trung Quốc khá mạnh, thì lập trường của chính quyền Biden cũng không thể thay đổi được, mà họ vẫn phải theo những cái nội dung đã được nêu trong cái bản hướng dẫn tạm thời của chiến lược an ninh quốc gia hồi năm 2021. Ở đó là quan điểm ở đó được nêu lên là cạnh tranh khi cần, hợp tác khi có thể, và đối đầu khi bắt buộc. Đó. Cho nên là tuy là có thuận lợi của Đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng nghị viện, nhưng mà họ cũng phải thận trọng. Cho nên là có thể hình dung là tính cạnh tranh và đối kháng của chính sách đối ngoại của Mỹ mà được nêu rõ trong chiến lược an ninh quốc gia sẽ không thay đổi trong quá trình đàm phán và quá trình đi vào hòa dịu mức độ nào đó với Trung Quốc. Xin đại sứ đánh giá về tính khả thi và tác động của chiến lược này đối với khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cái chiến lược an ninh
ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương là đưa ra từ cái thời chính quyền Trump, mà ông Trump lần đầu tiên tuyên bố một cách công khai và chính thức là tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng. Thế thì nó trở thành cái trọng tâm vào việc triển khai cái chính sách của Mỹ, an ninh quốc gia nói chung cũng như là chính sách của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cho nên lần này á, thì Mỹ cái bản chiến lược an ninh quốc gia này sẽ đề cập và nhấn mạnh đến cái việc thực hiện ba cái cấu trúc của chính sách Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cái thứ nhất là Mỹ sẽ nỗ lực để gắn kết các cái đối tác Anh, Úc và Mỹ trong cái liên minh AUKUS. Đây là thực chất là một liên minh quân sự sau chiến tranh lạnh. Cái thứ hai là Mỹ sẽ tìm kiếm những cái sáng kiến mới mà sinh động để hợp tác nhóm bộ tứ, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ và Australia. Thế thì người ta gọi đây là nhóm bộ tứ là hoặc là tứ giác kim cương, gọi là Quad. Và cái thứ ba là dưới cái sức ép của các cái nước nhỏ và vừa, thì nước Mỹ đã triển khai cái khuôn khổ kinh tế, hợp tác kinh tế của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nhấn mạnh đến những cái ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh. Chiến lược an ninh Ấn Thái này là một cái nỗ lực lâu dài và có tính chiến lược của Mỹ để mà chiếm thế thượng phong trong quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên là trong cái bộ tứ Ấn, Úc, Nhật và Mỹ thì cũng như các cái đối tác khác, ví dụ đối tác quan trọng là các nước ở Đông Nam Á, thì đều có những cái mối quan tâm chính trị, an ninh, cũng như là có những quan hệ khá mật thiết trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, là một trong cái nền kinh tế lớn nhất của châu Á Thái Bình Dương. Cho nên cái cách tiếp cận của họ đối với các cái sáng kiến Mỹ đưa ra ở đây nó cũng có những cái mức độ khác nhau. Mặt khác, trong cái tình hình Mỹ bị dính líu sâu vào cái cuộc xung đột ở châu Âu, cái kinh tế Mỹ lại nó lại khó khăn, thì Mỹ lại những cái công cụ chính sách của Mỹ tại châu Á theo mình đã Ấn Độ Dương Thái Bình Dương này nó cũng không phải là có thể triển khai một cách dễ dàng. Cho nên là phải nói là việc triển khai ấy, thì là có nhiều trở ngại, và thường người ta nói là nói thì dễ hơn làm. Vậy trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn thì những nước nhỏ cần phải có đối sách như thế nào? Cái xung đột giữa các nước lớn đối với các nước nhỏ vừa, không chỉ nước nhỏ mà cả nước vừa như Indonesia hay là Hàn Quốc, thì họ đều có những mối quan tâm nhất định, và cái sự cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn thì theo quan điểm của tôi nó không hẳn là hoàn toàn tiêu cực đối với các nước nhỏ và vừa, mà nó cũng có hai mặt thuận và nghịch. Thế thì tại một số khu vực trên thế giới ấy, thì nó có sự gọi là phân liệt rồi, có sự gọi là phân hóa hàng ngũ của các nước rồi. Ví dụ Trung Cận Đông thì có sự phân hóa này, Ả Rập Xê Út là bây giờ cũng có cái quan điểm khác Mỹ này, ở Mỹ Latin thì chúng ta thấy rồi, mấy cái nước mà do cái đảng tả cầm quyền ấy, thì người ta có những quan điểm rất là khác nhau. Nhưng mà để giữ cái lợi ích của các nước nhỏ và vừa trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược phức tạp của các nước lớn, đó là giữ được cân bằng quan hệ với các nước lớn để không bị đặt vào một cái thế bất lợi trong cuộc cạnh tranh giữa các nước lớn, và muốn như vậy thì họ cần phải tránh tròn bên, tránh đi với một bên để chống một bên, và thực hiện cái chính sách độc lập tự chủ đa phương và đa dạng hóa
quan hệ quốc tế. Đông Nam Á thì chịu sự, người ta nói Đông Nam Á là tâm điểm của cái cuộc cạnh tranh chiến lược nước lớn giữa Mỹ và Trung Quốc, và nó sự chi phối mạnh mẽ của cái cạnh tranh này. Ở đây thì một số nước đi với Trung Quốc về mặt an ninh, à về mặt kinh tế, nhưng lại có những nước đi với Mỹ về mặt an ninh. Thế thì nó tuy có sự khác biệt đó, nhưng mà ở các cái ở cái khu vực Đông Nam Á này nó có một cái điểm chung nhất, đó là nó có một cái tổ chức, một cái gia đình là mái nhà chung, đó là các tổ chức ASEAN. Thì ASEAN này ấy, là cung cấp cho các nước quốc gia thành viên một cái tổ chức, một cái tổ chức hợp tác quan trọng, duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy hợp tác và định hình cấu trúc của khu vực với các cái sự tham gia của tất cả các nước lớn. Và tất cả các nước lớn, đặc biệt như hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa rồi ấy, thì Tổng thống Mỹ cũng như là Thủ tướng Trung Quốc đều khẳng định là sẽ xem trọng vai trò của ASEAN, vai trò trung tâm của ASEAN. Thì vì vậy mà các cái nước Đông Nam Á cần phải chú trọng, phải xem trọng ngôi nhà chung của ASEAN, và họ phải đoàn kết, các nước phải đoàn kết với nhau giữa các thành viên để giữ cân bằng quan hệ với các nước lớn. Và mục tiêu là tiếp tục giữ cho Đông Nam Á ở trong cái môi trường hòa bình, ổn định và phát triển. Những cái nội dung trên đây, những cái nguyên tắc đối ngoại trong quan hệ với các nước lớn đó cũng là những cái chủ trương lớn và nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam theo đuổi trong quan hệ quốc tế với các nước lớn, cũng như là trong quan hệ với tất cả các nước ở trên thế giới, trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, cũng như là những cái cuộc cạnh tranh ở châu Á thời bây giờ diễn ra như hiện nay. Kính thưa quý vị, chiến lược an ninh quốc gia Mỹ 2022 được công bố trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn diễn ra mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Mỹ vẫn là cường quốc số một thế giới hiện nay, nhưng vị trí của họ đang ngày càng bị thách thức nghiêm trọng. Cuộc xung đột Nga-Ukraine là một minh chứng về việc các cường quốc không phải là Mỹ đang đấu tranh để định hình một trật tự thế giới mới theo hướng đa cực. Xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường về những phân tích vừa rồi. Một lần nữa xin cảm ơn Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường đã tham gia chương trình của báo điện tử VOV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.